Xin chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng tôi đến nhà chị Loan ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo. Hiện chị đang bị tai biến, nằm một chỗ không đi lại được. Bây giờ thì chúng ta cùng đến và chia sẻ những cái khó khăn này với chị Loan. Chào chị Loan nha. Chị Loan nói được không? Chị có nói được không nhỉ? Nói chứ được chứ không. Dạ. Có tiếng là bị... được, có tiếng không được. Đây bị bệnh di chứng của tai biến á. Chỉ là chị không có đi lại được không? Ông nằm ở dưới mà ông có đi được đâu, ông co cửa được đâu. Chị Loan hiện tại thì đang bị tai biến mạch mô não và nằm một chỗ rồi, không đi lại được. Hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Một mẹ già, hai con nhỏ đang ăn học và đang rất là cần tiền để tiếp tục duy trì cho chị Loan uống thuốc. Hy vọng là sẽ bớt được bệnh tật. Và chúng ta thấy đây, cái hoàn cảnh gia đình đây rất là khó khăn. Hy vọng rằng là các cô chú, các anh chị và các bạn, chúng ta có những cái tấm lòng hảo tâm thì chúng ta chung tay. Lá ít, lá rách ít, đùm lá rách nhiều, lá lành đùm lá rách, để hỗ trợ chia sẻ một chút cái khó khăn cho chị Loan cùng với mẹ và cùng các con chị Loan trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn như thế này. Cơm nấu nước được chưa? Được hết rồi hả? Được chứ, mẹ cũng đỡ nhờ đúng không? Cố gắng mình làm thêm nhiều việc nữa không? Chị mẹ đâu có bệnh vậy, đâu có nói chuyện được phải không? Chị... không được đâu nói. Rồi hiện tại chị Loan là bị bệnh được mấy năm không bà ngoại? 4 năm mà cũng như mới, cũng như nằm liệt mới hôm tìm thanh chạp, bây giờ cũng mấy hôm đi đứng được. Rồi bây giờ đi không được, nằm liệt luôn nha, do tế. Hiện tại gia đình bà ngoại thì có mấy người? Mấy người con ha? Dạ, ý là bà ngoại ở trong nhà này, bà ngoại có mấy người? Hai cháu ở với nó đâu. Con là nó ở tư riêng hết, đâu có nào đâu. Cũng con mình vậy. Đeo bệnh rồi cũng lo, con mình còn kia ở nào cũng có gia đình đó, cho nên lo làm lại, không có nào phụ giúp. Vậy rồi có tiền đó mà mua thuốc, đồ trị bệnh cho chị không? Thì tiền cũng không có, con đâu có tờ đủ. Bà con nó thấy cho ngừng tên. Vậy tem vô mua thuốc, mua sữa vậy cho nó uống. Hiện tại thì chỉ đang uống thuốc gì vậy bà ngoại? Thuốc đây là cũng như nó nuôi uống 3-4 lần gì mà đi được, nó nói vậy biết không? Mà không có tiền, mình tiền ở đâu mà theo được. Đây là do mấy con bạn nó làm ở Sài Gòn. Nó nghe bệnh nó gửi góp đứa 1 triệu 2 triệu đi về, nó cho bữa lần 3 triệu, lần 4 triệu. Rồi mua 2 lần thuốc rồi 2 triệu mấy rồi. Một lần thuốc, một tháng là bao nhiêu tiền thuốc? Một tháng như vậy là cũng như 20 ngày là cũng như hết 1 triệu 3 này. 20 ngày là 1 triệu 3 thuốc đó. Mà uống con hộp à, còn dùng hộp này nữa không? Mấy cái này cái nó ối nó không uống được nữa. Vậy là uống vô nó không có giảm bệnh bớt không? Mấy bữa là cái đầu nó không có ấy. Mà nó uống ở đây là cái đầu nó ngép được. Thì mình... Đây tôi uống là có thể mấy năm mà. Có thể đi lại được mà không biết cái đó nó nói có thiệt hay không thì mình không biết. Hiện tại thì chỉ có ăn được không bà ngoại? Không có ăn. Ăn không được, ăn mấy bữa là cũng như ăn cháo là 5 ngàn thì ăn 3-4 lần, có hầu nó không ăn. Không ăn lần nào tuổi. Đây cũng như nó ói mấy cái này là cũng không ăn, chắc ăn cung nào tuổi. Ăn cứ nem là sữa, uống vô cũng ói ra, không có ăn không có uống được. Rồi chị có mấy đứa con rồi? Hai đứa á. Dạ. Yeah. Cái thằng ở dưới con này hai đứa. Đứa lớn học lớp mấy bà ngoại? Lớp 9. Đứa nhỏ? Con học lớp 4. Để giờ mẹ bệnh rồi, bà ngoại già vậy rồi có tiền cho mấy đứa nhỏ đi học không? Không. Tiền đâu đó cũng như ở trường là hẹp, nó cũng như hồi có hộ nghèo á. Dạ. Nó không có tiền, nó giảm. Giảm phí, không có tiền. Có sao vậy rồi, thì không có tiền mua xe đạp á. Ở nhà trường cũng góp mua cho đứa một chiếc.
Đây là đứa con thứ hai của chị Loan nha mọi người. Con tên gì? Dạ, con tên Trinh. Con tên Trinh hả? Dạ. Con học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 4. À, sau này con có muốn làm lớn lên muốn học làm gì không? Dạ, con muốn làm YouTuber. Muốn làm YouTuber hả? Dạ. Ừ, rồi vậy là cố gắng học nha. Dạ. Mình làm YouTuber là mình phải học cái cách nói chuyện á, cho dạ, nó tự tin. Dạ. À, mình học kiến thức nữa. Dạ. Mình đi làm nó mới thành công. Rồi con có muốn mẹ nhanh khỏi bệnh không? Dạ muốn. Ừ. Hôm giờ mẹ bệnh thì mình có buồn không? Dạ có. Rồi từ từ mẹ con uống thuốc này rồi chăm sóc tốt rồi điều trị tốt thì thời gian nó sẽ nhanh hết bệnh thôi à, đừng có lo. Con học giỏi không? Dạ cũng khá. Ừ, vậy là ngon rồi á. Thì cố gắng học cho giỏi nha. Dạ. Dạ đây là anh Nguyễn Trinh, hiện tại là giáo viên trường tiểu học mà xã Xuân Cảnh. Đây là cái ngôi trường mà hiện tại em Hoàng là con của chị Loan đang theo học mọi người. Thì sau khi mà biết được cái hoàn cảnh của em Hoàng có mẹ bị bệnh như vậy thì về phía nhà trường mình có tạo điều kiện gì để mà hỗ trợ tinh thần cho em không anh? Em Hoàng thì có em là em Trinh á, đang học lớp 4 ở phân trường Hội Lợi, trường tiểu học Xuân Cảnh. Yeah. Thì em Trinh thì cũng học dạng như học sinh có hoàn cảnh khó khăn và yeah, học luật thì khá giỏi. Thì vừa rồi thì nhà trường cũng xét ưu tiên cho em đó là được phần quà và một chiếc xe đạp để tạo điều kiện em đó đến trường, yeah, tiếp tục đi học. Theo tôi nghĩ thì hoàn cảnh gia đình này rất là khó khăn. Mẹ thì bệnh tai biến nằm một chỗ. Hai con thì một đứa lớp 4, em Trinh lớp 4, em Hoàng là lớp 9. Em Trinh thì đang học ở trường tiểu học Xuân Cảnh, còn em Hoàng là học trường Võ Nguyên Giáp. Yeah. Còn bà mẹ già hiện nay là 83 tuổi rồi mà phải ở nhà chăm sóc con. Kinh tế thì còn kiệt quệ, nói chung là không có tiền bạc để lo thuốc thang ăn uống hàng ngày cho con. Yeah. Vì vậy tôi thấy cái hoàn cảnh này rất là khó khăn, và tôi cũng mong phụ huynh, quý phụ huynh cũng như là bà con Sài Gòn, nếu mà có ai mà có tấm lòng hảo tâm thì chung tay góp sức của ít lòng người nhiều để mà giúp đỡ cái hoàn cảnh này, cho em này có thể là điều trị bớt bệnh, có thể là đi lại được. Yeah. Và thuận lợi nhất là đỡ cho hai con được tiếp tục đến trường. Yeah. Cảm ơn thầy. Thì hy vọng đây sẽ là một cái động lực tinh thần để cho chị Loan vượt qua được cái thời điểm khó khăn, đặc biệt là hai em Hoàng và Trinh sẽ có tinh thần học tập tốt hơn. Nhìn chị Loan đang nằm trên giường bệnh, nhìn những ánh mắt trẻ thơ, thơ ngây, chỉ biết bất lực khi nhìn mẹ bệnh đau và sẽ cố gắng học tập, sẽ cố gắng để giúp cho mẹ có tinh thần tốt nhất để khỏi bệnh. Chúng ta hãy chung tay chia sẻ lá rách ít đùm lá rách nhiều để một phần nào đó hỗ trợ giúp đỡ chị Loan qua cái đợt khó khăn quyệt quệ như thế này. Xin cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã theo dõi ạ. Và hãy like, share cái video này để đến với nhiều cái tấm lòng hảo tâm hơn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.